Chào buổi sáng, tôi là Quang Huy và xin chào mừng các bạn đến với sân đấu San Siro. Inter họ sẽ thiếu trận đấu ngày hôm nay. Inter sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Ashraf Hakimi có ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Ashley Young, đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Andrea Conti, Nicolò Barella, tiến lên đi. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Lukaku. Đó là một cú đua phá bứt tốc tuyệt vời và một bàn thắng. Vâng, là thế nào một cách nhanh chóng họ bứt tốc từ phía sau, một tình huống phản công. Một góc độ khác ở đây, Inter Milan đang là đội dẫn trước. Anh ấy chơi rất tốt. Có cơ hội ngay bây giờ. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Ashley Young. Pha xọt bóng rất nhanh và kết quả là một cú ném biên. Ashley Young bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Yasmin Kutic, đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Anh ấy đã phòng ngự rất tốt. Lautaro Martinez tăng tốc, dứt điểm đi. Và đây là cú sút. Ghi bàn. Một pha dứt điểm rất gọn gàng. Vâng, họ chỉ có thể dừng lại và nhìn chằm chằm bởi vì anh ta là một trong những cầu thủ nhanh nhất trên sân, một trong những tiền đạo tốt nhất. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Tỷ số được đưa lên 2-0.
Alberto Grassi. Andrea Conti. Không ai ngăn cản. Ashley Young. Arturo Vidal. Ashley Young. Nguy hiểm. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Thật tuyệt khi sút. Pha bóng thể hiện sự cẩn trọng theo phòng ngự. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 2-0. Cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Lautaro Martinez. Romelu Lukaku. Cơ hội nguy hiểm. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Vidal. Ashraf Hakimi. Ricardo Gagliolo. Yasmin Kutic. Alberto Grassi. Romelu Lukaku. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Một pha tâng bóng nhưng không đủ cao. Arturo Vidal. Rất nhanh. Sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Ôi, bóng đã được giữ lại. Và bật bóng dễ dàng của thủ môn. Bàn thắng được ghi cho Inter Milan. Cú đúp cho anh ta vào đó là hai bàn thắng rất đẹp. Bình tĩnh, tốc độ tốt, dứt điểm hoàn hảo. Một pha đột phá cá nhân không thể chê vào đâu được. Từ một góc độ khác ở đây. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay. Trận đấu một chiều. Inglis đột phá. Một pha dốc bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Alberto Grassi. Yasmin Kutic. Alberto Grassi. Tati. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Và đây là cú sút. Cản bóng tốt. Các tình huống phạt góc thế này thì nguy hiểm chẳng kém gì phạt chi tiết cả. Milan, Skriniar. Sút đi.
và dứt điểm không tốt.